Nửa đêm Lý Nhã Kỳ thông báo phải nhập viện vì tụt huyết áp và rối loạn nhịp tim. Khuya ngày 3 tháng 1, Lý Nhã Kỳ đăng tải dòng trạng thái thông báo việc cô phải nhập viện vì lý do sức khỏe. Nữ diễn viên cho biết cái tội chưa yêu ai nên mới bị rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp. Từ nay rút kinh nghiệm nhà mới chạy ơi, mở mà yêu nhiều thì huyết áp mới cao và bình thường, rồi nhịp tim cũng mới bình thường lại nhà mợ. Khổ ghê, nhận miền mùa Covid nên nhiều bất tiện. Xin lỗi các anh, chị em nhiều xứ. Đá vì kỳ mà dưới lịch 4 năm mùng 1. Quay hình cho thách show mở cảnh vậy mà cuối cùng kỳ vì nhập viện hôm nay. Buồn và thấy ngại với mọi người lắm luôn. Kỳ hứa từ nay sẽ yêu nhiều trước khi quay để không xảy ra tình trạng huyết áp thấp và rối loạn tim nữa. Nhiều nguyên nhân khiến Lý Nhã Kỳ phải nhập viện vì tụt huyết áp và rối loạn nhịp tim. Đang trong giai đoạn tình hình dịch COVID-19 khá căng thẳng, nên việc nhập viện điều trị cũng có nhiều bất tiện. Ngay sau bài đăng của nữ diễn viên, nhiều bạn bè cùng người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng và không quên gửi lời chúc đến cô, mong cô sớm bình phục. Lý Nhã Kỳ hé lộ vụ tai nạn suýt chết khi bị container cán nát siêu xe Mercedes. Lý Nhã Kỳ hé lộ ra cảnh cơ hàn thời thơ ấu, phải lao đao kiếm từng đồng mưu sinh. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng rưng rưng khi nhắc lại người cha quá cố với những ký ức đầy ám ảnh. Trong một thách show do mình làm hot, Lý Nhã Kỳ có dịp tâm sự với Khả Như về những câu chuyện thầm trầm và những bí mật cuộc đời ít khi được hé lộ. Được biết đến với danh xưng đại gia kim cương, thường xuyên xuất hiện sao chảnh nhưng xuất phát điểm của Lý Nhã Kỳ lại hoàn toàn trái ngược. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con và có người bố là thương binh liệt sĩ. Tâm sự với Khả Như, nữ chủ tịch xúc động kể: nhà tôi có ba chị em gái, tôi là con gái út trong nhà. Hồi xưa cha tôi là thương binh với 93%, cơ thể bị tổn thương. Ông chỉ có thể cử động phần đầu thôi nhưng vẫn tỉnh táo. Mẹ tôi dành hết thời gian để chăm sóc bố, luôn cố dành giật sự sống cho ông. Còn chị cả hay mẹ bán quán cà phê ngay tại nhà để có tiền. Sau này mẹ tôi lao lực và phải nằm viện. Nhìn cảnh đó tôi rất ám ảnh về cả nghèo, cảm thấy lúc nào mình cũng chênh vênh, không an toàn. Thậm chí có giai đoạn gia đình Lý Nhã Kỳ rơi vào cảnh túng thiếu, cả nhà phải ăn cơm thừa của hai nhà hàng. Cô ngẩn ngào trả lòng, tôi chưa bao giờ phủ nhận quá khứ của mình. Nơi tôi bắt đầu từ một con số âm, thời điểm tôi lớn lên, chị gái đã không còn bán cà phê nữa mà chuyển sang thu ngân ở nhà hàng. Chị tôi chỉ mong khách ăn thừa để mang đồ ăn về cho gia đình, lấy một cái bao đổ đồ ăn vào, nhưng làm sao phân ra được từng món, thế là đổ vào thấy xả bẩn. Đó là lý do tôi cố gắng thành công để bù đắp cho gia đình mình những điều tốt nhất. Sau đó cơ quan chức năng đề nghị người đẹp liên hệ với người thân để làm việc theo quy trình và hỗ trợ cô đến bệnh viện khám sức khỏe. Tuy nhiên trong danh bạ có 1.750 người, nữ chủ tịch cho biết cô không thể chọn được một người nào để liên lạc. Tiết lộ về sự việc, Lý Nhã Kỳ nói: tôi không thể gọi mẹ vì bà không thể chịu cú sốc này, còn chị gái thì đang mang bầu, không thể chạy từ quận 7 ra xa lộ Hà Nội được. Do danh bà một hồi thì tôi quyết định không liên lạc ai cả. Tôi sợ làm phiền người ta và sợ người ta thấy mình yếu đuối. Tôi là người sống thiếu thỉnh cảm nên khi ai quan tâm mình dưới nềm lòng, tôi lúc nào cũng tỏ ra bình ổn để vượt qua mọi thứ trong cuộc đời. Từ gia cảnh khốn khó, nữ diễn viên dần vượt lên và dồn hết tâm huyết phát triển thử nghiệp. Cô từng thú nhận một ngày chỉ ngủ 4 tiếng, phải thuê 8 thư ký riêng để toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cái giá mà người đẹp phải trả chính là đánh mất tuổi thanh xuân. Lý Nhã Kỳ nói: tôi mất tuổi thanh xuân từ 18 đến 30 tuổi luôn. Tôi chỉ biết lao vào công việc, lúc nào cũng cố gắng và không cho phép mình bị bệnh. Tôi không bao giờ dành thời gian chơi bời hoặc kết bạn. Lúc cha tôi mất đi, tôi không chấp nhận điều đó suốt mười mấy năm, bởi vì tôi luôn áy náy khi bố mình không nhìn thấy cảnh con gái thành công. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ cũng hé lộ vụ tai nạn suýt chết khi cô tất bật chạy xô giữa đêm. Từ sự việc đó,
Cô dần nhận ra giá trị cuộc sống và biết quý trọng những điều đơn giản đầy thường. Tâm sự với Khả Như, diễn viên Giáo Nghỉ Mùa kể, lúc đó tôi đi quay phim Kiều Nữ và được ra về khoảng 2 giờ sáng để tiếp tục chạy show. Tuy nhiên tài xế của tôi ngủ gục trên đường nên va chạm với một chiếc xe container. Chiếc Mercedes của tôi bị cán băng chành ở salon Hà Nội. Điều đó khiến tôi ám ảnh đến bây giờ. Không bao giờ dám đi xe 4 chỗ, phải đi xe thật to. Thời khắc sinh tử đó, tôi còn thấy tiếng người dân nói chuyện, bà tìm chiếu với cát để lo liệu. Nhưng khi công an đến, tôi dần tỉnh lại và thấy mình may mắn, không bị thương tích gì. Lý Nhược Kỳ kể thêm về việc cô thoát chết thần kỳ sau tai nạn kinh hoàng năm nào. Công an đến dọn dẹp hiện trường, kéo chiếc xe của tôi ra khỏi container. Lúc đó mọi người mới nhận ra Lý Nhược Kỳ. Họ tưởng tôi đang đóng phim vì mình chẳng bị gì hết. Mặt tôi vẫn còn son phấn, không có thương tích gì. Thậm chí công an còn tưởng tôi chấn thương sọ não, chảy máu trong. Các anh sợ tôi mất hồn nên vỗ vai một cái. Thế là tôi bừng tỉnh và òa lên khóc. Tôi cảm thấy mình vừa tủi thân, vừa yếu đuối, cần